thằng nào Simi sẽ chơi 4 game cùng một lúc: Minecraft, Mini World, Roblox và Play Theater. Và để xem nào Simi sẽ phá đảo game nào trước nha. Cùng bắt đầu thôi, let's go. Ok, với Minecraft mình sẽ chơi solo build. Đấy, thử thách build mọi người. Ok, thì đây là tựa game đầu tiên mình chơi. Nhưng mà sẽ có chủ đề đây. Beer, oh my god. Beer, I love beer, please. Beer, bơ, gấu đi bà. Gấu đi, sao không ai chọn gấu vậy? Gấu đi bà, gấu. Beer, beer, gấu, 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 gấu. Yes, beer. Let me see. Chết rồi, mình quên hết chức năng trong này rồi. Ok, mình nhớ chức năng trong này là ok. Bây giờ beer thì là gấu đúng không? Bây giờ mình sẽ chơi gấu mọi người. Yeah. Về gấu thì mình khá là muốn build hai chủ đề mọi người, gấu tuyết và gấu thường đó mọi người. Mình khá là thích hai con gấu, tại sao lại không nhỉ? Mà bia là chỉ tính gấu thường thôi đúng không? Đúng đúng. Không đúng biết nữa. Ok thì mình sẽ build ba chú gấu nhỉ. Ha, bạn biết câu chuyện ba chú gấu không? Ba cái con gấu á, gấu tuyết, gấu nâu và gấu gấu panda mọi người. Nó chơi thôi chứ mình không biết mình build kịp không. Ok, chuẩn bị ok. Gấu panda, gấu nâu. Nâu hay mình dùng len ta. Ok, mình sẽ dùng len, mình sẽ nhanh hơn. Gấu panda, gấu nâu và gấu tuyết. Panda, nâu, gấu tuyết, ok. Ok, sau chúng ta sẽ build ba con gấu với mọi người. Mình nghĩ mình sẽ build con gấu tuyết trước, bởi vì con gấu tuyết rất là dễ thương. Ok. Mình chỉ có 3 phút rồi hả? 3 phút thì mình hy vọng mình sẽ được làm ăn. Mình hy vọng mình sẽ build kịp. Ok. Speed nào, 3 con gấu, mình sẽ build 3 bè gấu. Ok, tại sao lại không nhỉ? Chúng ta phải build 3 con chứ. Dù mình có rất ít thời, mình là một cái đứa rất ít thời gian mà hay đi chơi chổi mọi người. Ê, sao nó giống con khác vậy? Nó là giống con con chó sói hơn. Ok, 3 con gấu. Hey, wherever to be here. Cách nào build nhanh hơn nhỉ? Mình nhớ có cách đó nhưng mà mình quên lại hết trơn rồi á mọi người. Ok, mình sẽ build 3 chú gấu con mọi người. Đấy. Ok, lịch rồi chứ mà ok. Mình có thể lấy được lắp đúng không ta? Màu. Màu. Ok. Mình có thể dùng cái mình nghĩ sẽ dùng cái lá nó sẽ đẹp hơn. Ok. I hate this. Mình cần màu đen. I need a black. Ok. No. Sao nó hết giống con gấu vậy? Mình nghĩ là ba cái mới giống con gấu mọi người. Oh my god. I hope my... No. Kiếp nạn. Ok. Một con gấu. Chết rồi. Giờ còn đúng một phút. Are you serious? Giờ làm sao mà có thể build hai thêm hai con gấu trong vòng chừng mấy phút rồi? Không ai biết cả. Là sao cho mọi người? Bởi vì mình chơi rất dài. Mình chắc chắn mình sẽ không build kịp rồi đó. Nhưng mà bây giờ mình phải build được hai con gấu. Ok. Speedrun. Tôi không thể thua được. Hồi nãy mình thua quá nhiều rồi. Ok. Panda là màu gì ạ? Trắng đen. Đen trắng đúng không? Còn 30 giây rồi. You see it? Kịp là ông trời luôn á trời. No! Tôi chưa biết xong. No! Ok, đây là chủ đề con gấu và anh chàng này có địch build không sao các bạn ơi. Vì anh chàng này không build con gấu. Gấu tuyết. Nếu mà mình được build gấu tuyết, mình build gấu tuyết từ lâu lắm rồi. Nhưng mà cái này... Oh my god, it's so cute. Một bé gấu rất là đáng yêu luôn các bạn ơi. Ok, mình thì mình sẽ chọn... It's good. Khá là tốt hả mọi người. Ok. Ủa gì vậy? Đây là con thỏ mà. Gì vậy ba?
lộn chủ đề rồi. Trời, ok. Một bé gấu nhưng mà sao mình thấy nó không được, hơi kỳ lạ mọi người. Sorry, ok. Một bé gấu cũng khá là cute, mình nghĩ sẽ cho ok. Và tiếp theo, một chú gấu suýt được hoàn thiện nhưng mà còn cái tai mọi người, tiếc quá nhưng mà mình nghĩ sẽ cho ok. It's ok. Oh, it's me. Ba chú gấu nhưng mà mình không build hết được. À, tức quá. Bây giờ mình build mỗi con gấu tuyết rồi. Tức quá. Tức thực sự. Ok. Một chú gấu màu đen à. Ok. Cũng khá là ok á mọi người. Và một chú... What? Bạn này đang build một con thú bảo vật hả? Không cảnh rất là đẹp nhưng xin lỗi nha. Đây là chủ đề gấu nha. Ok. Và tiếp theo là... một chú gấu đang ngồi trên một cây ghế. Bây giờ mình build chắc con gấu tuyết của mình cho rồi. Tức thật sự luôn á. Sao mới đầu không nói vậy đó. Trò chơi tiếp theo mình chơi đó chính là Mini World. Ok, let's see. Bây giờ để coi Mini World có gì mới nha mọi người. Có gì mới ta? Lambert? Lambert? Mình không biết đọc đúng không? Oh my god. Wow. Một anh chàng rất đẹp trai luôn. Ôi trời ơi, thì ra đây là một skin mới trong Mini World các bạn ơi. Chết rồi, các bạn không thấy rõ nhưng mà đây. Trời ơi, đẹp trai luôn. Ủa cái gì đây? Đây là hoàng tử trong Pony nè. Anh trai của Twilight. Trời ơi, hơi bị sảnh nha. Có cả công chúa Candace nữa. Một cặp đôi dễ thương. Và tiếp theo là bạn này tên gì mình quên mất tiêu rồi. Mình quên mất tiêu rồi. Cô gái hoàng hôn á mọi người. Đấy, ok. Nói chung là có rất nhiều skin mới và rất là hấp dẫn. Anh rất đẹp trai nhưng xin lỗi, chúng ta không thuộc về nhau. Okay. Và về Mini World thì mình nghĩ mình coi có gì để mình để cho thử thách xíu các bạn. Chứ không thể nào mình chơi được. Gì đây? Thử thách bắt cua 100 level mèo semi. Cái gì? Bắt cua semi 100 level hả? Trời ơi, nói về cái nghề bắt cua, tôi vô tôi bắt cua cho các bạn xem này, rất là nhanh luôn. Các em muốn ngồi đây xem xin chơi không? Ai ok. Gì đây? Ui, mình có thể chọn làm nhân vật mèo simi được luôn hả? Hay vậy? Ui, mình biết thật mèo simi rồi nè, hay ta. Rồi bây giờ tôi sẽ bắt cua cho các bạn coi nè, nó biến thành búp bê mèo simi nè. Bắt cua nè. Hay dữ ta, đã quá trời. Chứ sao, nó xin biến thành búp bê luôn nè, thấy ok không? Đã vậy, dội mắm này cài làm thằng sim đó. Ok vậy? Ok. Và mình không có đi... mình nói giỡn nha. Đây bây giờ gì ta, trong lúc xin bắt cua cái thì chọc lét sim để gì ta, sim sẽ không té luôn. Thử thách luôn đấy. Đây sim ngồi xíu qua đây, sim ngồi xíu qua đây. Xíu qua đó. Rồi ok, giờ mình sẽ gọi là chọc lét simi nha. Ông đội ơi, chạy ông hết chọt tắt lại hết chọt cái eo tôi. Không sao, tôi vẫn nhảy được kìa, chơi level 7. Bây giờ mình sẽ mình sẽ cố gắng chơi tới level 10. Ok. Đây để cái chơi xin chọt lấy cây đi, mấy này dễ lắm. Thiệt không? Đây, nó hay mà. Rồi tôi coi em cây đâu này gái gọi nào rồi, vô đi. Mình là mình không có dễ bị chọt lét các bạn cho nên là mình chơi mấy này dễ lắm đó. Quê là quê chúng mình quê nhiều. Quê là quê chúng mình. Tỉnh đi rồi. Sim chưa chọt lét mình nữa nhưng mà mình bị cảm giác các bạn. Ủa nhảy đây nè. Chơi mấy này dễ lắm đó. Lại. Ủa là tới giữa chưa? Lại. Ủa sao con chuột của Sim kỳ á? Trời, chuột này chị phát minh cho tôi xài thì ôm á. Level 10 nè, level 11 nè. Đúng đúng đúng. Trời ơi. Thấy chưa? Mình
Đó. Là bình tĩnh dữ chưa? Bình tĩnh mà, cây bình tĩnh mà. Đó, mấy ông cây nhảy mượt dữ lắm á. Nếu mèo 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 đó, chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp dữ thì sao rồi? Xin chọt lét, chọt kìa, chọt lét mạnh mạnh vô trời. Trời. Ba chị thua. Làm sao vậy? Dẻo à, trời ơi, bắt cua xíu à. Thôi ra, tôi quay đi tôi được rồi Kai, bây giờ Sim sẽ có một cái mini game cho Kai. Bây giờ Sim sẽ chỉ tay khắp mọi nơi. Bây giờ là nếu mà Sim chỉ trúng cái skin nào, Sim sẽ tặng Kai skin đấy. Được không? Kai lăn chuột thôi. Ok. Sim sẽ chỉ lung tung luôn. Nếu mà chỉ trúng cái nào là Sim sẽ tặng Kai skin đấy luôn. Ghê không? Rồi ok. 3, 2, 1 Dừng. Ủa? Sao nó trúng? À, cậu bé áo giáp. Yeah, mình đã nhắm cậu bé áo giáp này nè. Ok, đây chính là anh trai của gì ta, của Twilight mọi người. Và cũng là một skin mới luôn. Trời ơi. Đó, bởi vậy Kai mới gọi là lựa này. Kai. Không, mà tính ra Sim cũng có skin công chúa này luôn nha. Trời ơi, Kai mình mặc skin cặp. Rồi, được rồi, bây giờ chúc mừng Kai. Bây giờ Sim sẽ tặng Kai cái skin này. Ủa, Sim kết bạn Kai. Cái nói gì vậy? Trời ơi, tụi mình là cái gì? Quen nhau 5 năm mà sao chưa kết bạn được? Nhưng mà mình đâu có kết bạn mini quá nha. Không ta. Mình nè. Nhìn cái ạc của Sammy mình còn cười mấy ngày luôn á. Sim thấy Kai với Sim đâu có kết bạn mini quá đâu. Vâng. Yêu nhau 5 năm nhưng mà không kết bạn mini quá. Kai là gì nữa? Ui đi Kai là gì? Sim không nhớ hả? Đây từ từ, cái đọc UID của Sim nè. 7389039. 7369037. Nhiêu? 7369037. Đúng không? Không, sai rồi. Sai hả? 7360927. Đó, vậy đó mới đúng. 36. Trời ơi, sai rồi bà nội, đây nè, đó. Không, phải ghi vậy á. Ủa dạ. 7360927. Ủa, tôi đọc đúng mà. Sim đọc là 9027. 7369. Ủa Kai là 09 mà. Đó. Gì đây? Là có kết bạn rồi đó. Ủa vậy hả? Sao lướt hướng không thấy rồi? Ok. Rồi, gì đây? Chúc lộc mãi bên nhau bạn nha. Yeah, tự nhiên mình xuống đây cái mình được tặng skin miễn phí các bạn ơi. Quá đã. Yeah. Click vô đi Sim. Ủa Sim gì vậy? Sim bị rung quá. Đó. Tôi đau đớn, tôi gục ngã. Tôi tặng rồi đó. À tặng rồi nè. Chơi game chi mất tiền mà. Tức ghê. À không, vui ghê. Vui chứ, trời ơi, tặng có một cái quà, trời ơi. Ok. Và trò chơi tiếp theo mình sẽ chơi đó chính là Roblox. Và chúng ta sẽ chơi fashion show. Và chủ đề chúng ta là quạt si roja là cái gì nè đi. Nói chung là royal là mình biết là hoàng gia đó. Nhưng mà sao lúc có giật, trời ơi, sai chính tả là cái gì vậy? Hoàng gia đúng không? Trời ơi, hoàng gia là mình phải, cái biết mình phải làm xương xương xíu thấy không? Nó Sim sẽ làm cái bộ tóc thôi, nhẹ nhàng xíu thôi. Thôi làm nó ô về lên, làm nó không, mình làm xương xương thôi, cái tóc của Sim nó làm xương xương thôi. cái tóc của Sim giống cái trái bí. Tóc này mà trái bí, tóc này tóc hoàng nhìn gia. Nhìn giống rồi đó, trời cái này mà để lên là nhìn đi chen quả bí luôn á mấy bạn. Trời ơi, tóc này là tóc của dành cho những cô gái siêu giàu có đó, các biết không hả? Ừ. Ủa là giàu là người ta hay để tóc này hả? Người ta là hoàng tộc, người ta là siêu là sang chảnh đó. Ui, cái này nhìn đẹp nè. Không đẹp đâu, cái này không đẹp. Nhìn đẹp. Cái này nhìn không có hợp. Đẹp. Không có hợp mà, không hợp với Sim đâu, không hợp đâu. Sao không hợp, nhìn đẹp thế này mà cái này bảo không hợp. Sao nhìn giống như người nhà quê ta. Đúng rồi, chọn cái này nhìn nó già quá à. Cái váy nhìn nó già già nào á, không có trẻ trung năng động. Ok, thôi công chúa mình nghĩ mình cũng nên đổi cái tóc gì cho nó trẻ trung xíu ha. Cho nó bằng chúng bằng bạn xíu. Cái này thì nó cũng đẹp nhưng mà nó giống công chúa thời xưa thôi, phải không? Da là màu vàng mà đúng không? Ha, trời ơi, tôi đang chỉnh gì vậy? Hoàng gia màu vàng là phải vàng giàu có vô, trời ơi. Vàng đúng không? Để tôi coi chết rồi, người ta chỉnh tóc hết trơn rồi, giờ mình mới đi lựa tóc. Trời ơi, còn có 100 mấy giây thôi kìa, nhanh lên. Xin lỗi chứ 100 mấy giây thôi, tôi chuyện con mũi luôn các bạn ơi. Ồ yeah. Rồi, ok rồi. Ơ, sao cái tóc màu vàng này kỳ vậy? Kỳ hả? Ủa, này đẹp. Nhìn nó kiểu vàng vàng mà nó nâu nhìn nó...
Rồi tôi đổi nè, rồi đây tôi đổi hoàng gia cho. Rồi xong luôn, sim chỉ còn có 120 mấy giây thôi, cái lừa sim được rồi. Cái đã lừa sim mất thời gian. Speedrun, speedrun, mình đang chạy nhanh nhất có thể. Đây hoàng gia đúng không? Ok ok. Chết rồi, nó dính cái áo kia rồi. No. Rồi kéo nó ra. Đó, đúng rồi, kéo ra. Okay. Yeah. Rồi rồi rồi. Rồi lấy cái váy, lấy cái váy, lấy cái váy. Tung 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 tung. Đây. Tung 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 tung. Trời ơi, nó sến. Sến cái gì? Trời ông chưa thấy cái váy nào đẹp gì ạ? Wow! Đó, nó phải có cái lồng này vô nó mới đẹp được không? Hợp lý, hợp lý, hợp lý, hợp lý. Còn 90 giây. Thời gian mà. Nhưng không mà... giờ cái này là do có sự giúp đỡ của Kai đó, Sim hiểu không? Ủa vậy hả? Ờ Kai này bảo che hồi nãy mặt xấu vậy. Chứ Kai, Kai mà không chơi Sim là Sim lấy cái đầu bí ngô. Cái đầu mà kiểu nó không phải bí ngô nữa, cái đầu quả bí á mấy bạn, cà tím rồi đó. Má, trời ơi, rồi giờ chấm điểm đấy má. Ok và tới tôi. Oh my god. Wow, so beautiful. Đại hoàng gia đích thực thì sẽ trở thành như thế nào? Nhìn cũng bình thường, nói chung cũng được. Đẹp vậy mà bảo bình thường là sao? Tức ghê mọi người. Trời tôi xinh đẹp gì bảo tôi bình thường. Trời tức ghê. Và người chiến thắng chính là trong mày Jimmy đâu. Top 3. Yeah. Nhưng mà không được top 1. Không sao đâu, vẫn được đứng top là được rồi, đúng không? Không, làm công chúa là phải top 1. Nhưng mà giờ sẽ top 3. Ủa? Gì vậy? Ok, và trò chơi tiếp theo của mình với Kai chơi đó chính là Play Together. Không có mình xin chơi, Kai ngồi coi thôi mà. Đúng rồi, nói chung là lâu lắm rồi mình chưa chơi Play Together mọi người. Trời đất ơi, tên ơi mấy năm à mấy tháng rồi chưa chơi Sim vẫn mập như thường đấy không, mập rất mập và rất tròn không giống Kai á, nhưng giờ của Kai cũng mập mập giống Sim vậy á, mình không biết sao nhưng mà mình thích như mập mập vậy á. Mình thấy là lâu lắm rồi mình chơi lại Play Together á mọi người, và nó quá trời sự kiện luôn các bạn. Đây ui các bạn nhìn nè, có trang mập của gọi là gì ta, cá mập. Trời ơi cái này chắc Sammy hết dữ lắm luôn nè. Đúng rồi đó, trời gì sướng kìa, quá đã luôn. Mình cũng muốn có trang phục gấu tuyết dù tôi có rồi, nhưng mà tôi cũng muốn có một cái nữa. Ok thì mình để coi coi mọi người ở phần cửa hàng nha. Trời ơi, nhiều trang, sự kiện vậy, nhiều trang phục chứ nè. Ê, xin có tiền không, quay cái coi thử đi. Rồi để xem thử đã. Rồi trời khi đây mèo đen quá. Này đẹp vô, trời nhìn nó Hàn Quốc dữ vậy. Tôi quay gì đây, phong cách Y2K, trời phong cách tôi thích. Kai có thấy cái này giống kiểu Sim và Sam không? Ờ đúng rồi, nhìn ơi cái này nhìn giống Sim Sam Yen luôn á, cái này giống Sim nè. Ui hình như này sinh ra cho Sim Sam luôn hay sao á. Rồi hơi dễ thương chị em thì tôi mà. Trời ok, để mình coi thử coi. Đây là sự kiện, sự kiện trường học. Trời ơi. Trời ơi, lâu ngày mới quay lại Play Together mà nhiều sự kiện dữ trời. Trời ơi, nhiều sự kiện dữ trời. Chắc lúc nào mình phải làm video gọi là về mấy sự kiện ấy được. Và đây, ghi đây. Tôi thấy là có rất là nhiều gói. Tôi nghe đồn á, đây clip TikTok hay clip YouTube của Sam gì á. Sam là gì ta, bà Hoàng á gì ta, bà Hoàng trong tay gacha mọi người. Nghe bảo là Sam lật một cái ra bộ vip hết luôn. Ghê á. Đó, ghê lắm. Đó, nói chung là Sam là lật một cái ra hết đồ vip luôn. Để coi nhân phẩm của hai chị em và tôi như thế nào. Ok, thì đây là nhân phẩm của tôi. Tôi sẽ lật cái bộ đầu tiên là Pink Love. Đó, không biết mình có may mắn với chị gái của mình không, nhưng mình sẽ thử. Ok. Bóp 10 lần luôn, 10 lần bóp thăm luôn hả? Yeah. Tiêu một cái thảm. Ok. Ui dạ, một cái giày. Cũng được một cái ghế. Why not, hai cái ghế. Ui dạ, súng. Wow, súng pháo tình yêu. Wow, súng pháo tình yêu nữa. Ui dạ, cái trò tôi nó bị nhân hai mọi người. Tóc. Ủa gì vậy? Kính bảo hộ. Một cái bàn. Ui. Wow, cô cài thiệu kẹo. Tức ghê trời. Ủa cái này là VIP dữ chưa?
chung là cũng VIP nhưng mà mình cai với Sim đang thiếu mỗi cái áo thôi á. Quay tiếp luôn đi, rồi, quay tiếp luôn, tôi trời ơi. Rồi, trúng cái áo rồi, cai kích đi. Đây, để cai kích cho, cai làm, nó chỉ có chuẩn thôi. Coi nè. Rồi, để coi thử coi. Ui, súng gì nè. Súng gì vậy? Wow, súng binh lớn. Lấy cái gì? Cái gì? Hai cái gì? Ba cái gì? Trời ơi, cho lắm kìa. Wow! Yeah. Thấy không? Cài nhân phẩm tốt mà. Ghê ba. Trời ơi cái gì? Trời cái gì? Trời cho mấy cái tóc luôn giờ. Ba cái tóc luôn trời. Ok thì mình đã lật xong cái bộ pin chiến dịch lớp. Ok mình sẽ mặc cho các bạn xem thử nha. Để cái gì mà đúng áo đúng quần luôn rồi. Bây giờ xem thử cái áo nha mấy bạn. Đó. Ê cái này nó vô như giờ của Siêu nhìn kỹ quá. Không, cái là cái body á, body hơi bị vạm vỡ quá các bạn ơi. Này là body 6 múi, body xinh đẹp, khỏe đẹp không? Ui hả, măng. Đó, rồi cái mắt vô chiều tôi nó hơi kỳ thôi, nhưng mà có cái tôi vẫn xinh, hiểu không? Các bạn hiểu không? Ủa sao cái mắt mình nó vô chi dữ ta, biểu cảm quá. Đợi xíu mấy bạn, bây giờ cam muốn xinh xinh đúng không? À cái tóc nè. Sao nó không xinh như nào ta? Nhìn nó kỳ quá. Cái biểu cảm này được nè. Cái hình như là sao Sim đeo lên Sim nhìn không xinh đó. Cái này nhìn Sim nó độc lạ. Không sao, mình lật được cái gói VIP. Đúng, đúng vậy. Chúng ta phải vui về cái điều đấy. Ok, chúng ta phải bỏ qua cái sự mà mình mặc lên nhìn nó hơi bình dương xíu thôi. Vẫn xinh mà. Rồi, giờ tôi thấy cái gói mà tôi thấy ai cũng thích là cái gói này. Chiến binh. Trời ơi, nhìn là thấy được rồi đó nha. Nhìn là thấy chiến thôi đó. Hoặc chiến, là cái bộ chiến. Tím này. Rồi bây giờ cái bộ chiến binh đúng không? Yeah, rồi. Cái chiến binh này có vẻ là hiện đại hơn đó các bạn. Hại điện hơn tay đó. Tay mát. Vô. Kích. Rồi gì đây? Bức tường. Trời. Vách ngăn căn cứ. Na đi trời. 4 cái bức tường, 5 cái bức tường. Ồ. Ồ, ok, ra được cái thứ khác rồi nè, đó. Chó nào giống con người hơn được không vậy? Ba lô này cũng được, thấy ba lô này được nè. Ba lô trời được ơi, gì đây? 1, 2, 3 5, 6 cái cửa luôn. 6 cái cửa? Ủa là sao vậy? Cho cửa nhìn nhau hả? Cái gì vậy? Đây, để cài rồi, để cài. Tay mình mát lắm các bạn. Búa quạt. Nhân phẩm tôi nó rất là thơm mọi người. Ui, khác nữa. Khác nè, giờ tay robot nữ chiến binh. Ủa cái gì đây? Cái gì đây? Wow, bộ giáp nữ chiến binh. Tay vũ khí. Wow. Giường y tế hả? Ok cũng được. Ủa sao tay cây hơn vậy? Hai cái. Cái bách ngăn này nữa. Tôi không cần cái bách ngăn này nữa. Trời ơi, lừa đảo rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 5 cái bánh ngăn. Nói chung là cái này có vẻ hơi khó nha. Còn thiếu bộ đồ nè. Nhưng mà từ từ, tôi nghe đồn là cái ba lô này kinh khủng lắm nha cay. Từ từ, tôi nghe đồn là cái... Đây! Đã. Thôi nhưng mà cho xin phép thay bộ đồ nha, bộ đồ nhìn ghê quá. Nhìn không ra con, nhìn vô hơi giống có giật xíu mọi người thông cảm nha. Người ta mặc lên người ta hot girl, tôi hot dog, thông cảm xíu. Cái này chắc bạn không cần. Thì bạn không cần. Trời ơi, xinh đẹp gì mà. Đó, tôi sẽ để biểu cảm này. Đó. Thấy chưa? Đủ tiếng biết bay thấy chưa? Cũng được thế à. Lý. Đã chưa. Người ta đi bộ tôi bay thôi. Bay trên gọi là trên đầu người ta đó. Quá đã luôn. Trời ơi, nhưng mà cái này đi hơi ồn nha má. Trời ơi, nó ồn quá trời luôn. Nó có ê vậy mọi người, nhưng không sao. Cái này là cái gì đây? Chứ bay trên thảm luôn. Không, cái này là ngồi vô cái thảm cái ghế. Đó, nói chung là nó như vậy đó các bạn. Nói chung là hơi xui xíu thôi. Nhưng mà vẫn được đúng không? Được cái đồ gì bay lên trời các bạn. Ok các bạn, thì hôm nay mình đã làm hoàn thành xong thử thách. Một ngày chơi tất cả các tựa game. Từ nói chung từ đầu tới cuối luôn các bạn. World, Roblox, đúng rồi, rất là nhiều game mà các bạn muốn mình tiếp tục.
có 4 game, 5 game. Sau này mình sẽ làm thử thách chơi 10 game cho bạn coi luôn. Được luôn ạ. Chỉ cần gì đó. Bye bye mọi người. Bye bye.